đưa lấy bốn cốc bia. Bốn củ soạn lại, hiểm hòa từ bình nước nóng lạnh. Kính thưa quý vị khán giả, có thể dễ dàng nhận thấy rằng bọn tội phạm ngày nay rất có ý thức nhanh chóng cập nhật những thủ đoạn và phương thức hành động của nhau, rồi sẵn sàng đem ra áp dụng khi có cơ hội. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một câu chuyện về chiêu thức lừa đảo được bọn tội phạm bốn củ soạn lại nhưng vẫn đạt được thành công, mặc dù là nạn nhân đã có chủ ý đề phòng từ trước. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi. Tôi mở tiệm tạp hóa này cũng 3 năm rồi, bán đủ thứ hết à. Trong đó cũng có bia nước ngọt nữa, bán ở trong xóm. Ai gọi thì tôi đem giao tới nhà, tại vì số điện thoại tôi cũng có ghi trên bảng hiệu. Anh đi giao nước đó nha. Anh cứ giao đi, người ta trả tiền rồi đó. Lúc này là 8 giờ sáng, trước tiệm tạp hóa của hai vợ chồng chị Nga, có hai người thanh niên lạ mặt chạy qua chạy lại quan sát, sau đó bọn chúng đậu ở góc đường. Nói dứt câu, tên thanh niên ngồi phía sau móc điện thoại ra và bấm gì đó. Có lẽ bọn chúng đang lấy số điện thoại của tiệm tạp hóa, chắc là có mục đích gì đây. Xong rồi, đi. Hôm đó là ngày 15 tháng 8, tôi đang loay quay ở trong tiệm thì có người gọi tới. Mình nghĩ là khách quen, nghe giọng nói lạ lạ thì không phải là khách quen. Cậu thanh niên đó đặt tôi 10 thùng bia loại mắc nhất, địa chỉ cậu ta đưa thì cũng gần chỗ tôi. Alo. Alo, cho hỏi phải tiệm tạp hóa của chị. Dạ đúng rồi, mà có chuyện gì không anh? Chị chở cho em 10 thùng bia loại mắc tiền nhất. Loại mắc nhất đó là 390 đó anh, vậy anh lấy mấy thùng? 390 hả? Em lấy 10 thùng, nhà ông anh em có tiền. Rồi, vậy em đợi chị chút nha. Tại ở nhà có một mình chị à, để em xả chị về rồi em xả chị chở cho. Rồi, lẹ lẹ giùm em. Dạ. Sau đó bọn chúng cúp máy, chị Nga gọi điện cho chồng. Alo. Chị đó em. Anh hả? Về chở bia cho anh ta nè. Đang trên đường về. Rồi, ở nhà có một mình em mà, sao em chở được? Rồi, chờ chút xíu đi, đang về. Dạ, mẹ nha anh. Lúc đó ông chồng tôi ông đi giao nước chưa có về. Có một mình tôi ở nhà, tôi không có giao bia cho người thanh niên đó được. Một lúc sau, cậu ta gọi hối nữa, nói là nhà anh ta có tiệc và đang cần gấp. Tôi cũng nóng ruột, cứ hẹn để mà sâu giờ cho ông chồng tôi về mới giao được. Alo. Giao cho chị sao lâu quá vậy chị ơi? Em đợi chị chút đi. Anh về rồi anh giao cho. Lẹ lẹ giùm em đi. Dạ. Trời, ông này ông đi cái gì mà lâu dữ vậy trời. Từ nãy giờ người ta hối mấy lần rồi đó. Lúc này chồng tôi cũng chưa có về, thì có hai người thanh niên chạy tới. Tôi nghĩ là người mua đồ. Nghe cái giọng nói cái người thanh niên ngồi phía sau, tôi biết là cái người mà gọi điện thoại gọi bia lúc nãy. Bọn chúng cằn nhằn tôi, rồi bảo là chờ lâu quá, rồi để chở luôn. Vì thế lâu giao bia, bọn chúng chủ động quay lại tiệm tạp hóa. Phải chăng bọn chúng đang có ý định gì đấy? Trời ơi, nãy giờ sao không thấy giao bia cho em gì giáo vậy? Ủa vậy bia là em kêu đó hả? Ừ. Vậy hai em đợi chị một tí đi. Hai em thông cảm giùm chị đi. Ông xã chị cũng gần về tới rồi. Trời ơi, thông cảm sao mà thông cảm. Người ta kêu bia để nhậu, bây giờ khách về sắp hết rồi. Thì ổng cũng gần về rồi em. Thôi để em chở ít thùng. Không được đâu, để chồng chị về chở cho. Mình thì cũng cẩn thận, không biết người ta có thật lòng hay là lừa lọc gì, tìm cách từ chối khéo, cũng sợ mất lòng khách. Mà bọn chúng thì cứ đòi để chở hoài. Lúc đó ông chồng tôi về tới. Chuyện gì đó em? Trời, kêu chở bia sớm giờ mà đợi anh đó. Trời ơi, lâu quá anh ơi. Tụi em mua bia gì? Mua loại đắt tiền nhất á. Ừ, để anh giao cho. Thôi để em chở phụ anh ít thùng. Thôi để em chở được rồi. Trời ơi, chị có gì đâu chị sợ, em đâu có chạy mất đâu. Em còn dẫn đường cho ảnh chạy theo nữa mà. Lúc đó hai người thanh niên nó thuyết phục hoài, đòi là nghĩa là chở cùng một lúc với ông chồng để mà chỉ đường. Mình thấy cách ăn nói thì nhã nhặn, ăn mặc cũng đàng hoàng, nghĩ thôi cho chở giúp giùm một chuyến đi, để ổng mất công quay về nữa thì cho chở phụ 4 thùng. Ừ, thôi vậy cũng được. Ừ, với lại em chạy từ từ chờ chỉ đường cho anh. Chị vô lấy đá cho ảnh đi chị. Để chị lấy đá qua. Anh giao xong rồi anh lấy tiền luôn nha. Nhiêu vậy em? 390 một thùng. Một chục thùng á là 3.900.000. Anh biết rồi. Anh lấy luôn nha.
Bọn chúng chở 4 thùng bia chạy đi, và chồng chị Nga cũng chở bia chạy theo. Rồi lúc đó, đó là ông đi một lượt với bọn chúng. Cái địa chỉ thì cũng gần chỗ tôi, thì mình cũng suy nghĩ là do có ông chồng đi theo, ai mà có về đâu. Sau khi chạy khỏi tiệm tạp hóa, bọn chúng bắt đầu tăng ga chạy nhanh nhằm cắt đuôi chồng chị Nga. Chồng chị Nga vẫn chạy phía sau. Làm gì chạy vòng vòng đi trời. Cũng hơn 20 phút rồi, ông chồng đi vẫn chưa có thấy về. Mình cũng nóng ruột, mình nghĩ là cái địa chỉ đưa đó, đó đâu có xa cái nhà mình lắm đâu. Không biết là ông tới cái địa chỉ đó như thế nào nữa. Bọn chúng chạy mất dạng vì không theo kịp nên anh Hùng dừng xe lại. Tụi này nó chạy, nó chỉ đường nó chạy như ăn cướp vậy trời. Đi đâu mà ta? Thôi mình biết nhà rồi, tự mình đi kiếm cũng được. Thì tôi đang chờ đợi thì ông gọi về ông báo. Ông nói là cái nhà đó là người ta ở chứ không có tiệc tùng gì hết trơn á. Rồi hai thanh niên nó biến luôn. Tôi nghe xong tôi cũng đứng hình. Anh Hùng chạy đến địa chỉ mà người thanh niên cho, nhưng không thấy ai cả. Anh chở bia về nhà. Mình nghĩ mình cẩn thận như vậy đó, mình còn sập bẫy bọn chúng nữa. Mất hết 4 thùng bia, hơn cả triệu bạc. Bán cả ngày đâu có lời lớn gì đâu. Thật ra thì cách thức thoát khỏi bẫy lừa của bọn gian trong trường hợp này là khá đơn giản. Chúng ta hãy yêu cầu bọn chúng phải thanh toán tiền nong sòng phẳng trước khi giao hàng. Nếu chúng từ chối hoặc tìm cách thoái thác yêu cầu này thì đấy chính là dấu hiệu cho thấy chúng ta rất có thể đang đứng trước một chiếc bẫy lừa và cần phải hành động đối phó ngay lập tức, thưa quý vị. Chúng tôi xin chúc cho bà con tiểu thương luôn mua may bán đắt và không bao giờ trở thành nạn nhân của những chiếc bẫy lừa tương tự. Kính thưa quý vị khán giả, ở câu chuyện đầu tiên chúng ta đã chứng kiến bọn gian giăng bẫy để lừa tiền mua hàng. Còn trong vụ việc tiếp theo sau đây, nạn nhân đã bị sụp bẫy lừa tiền mua thuốc của bọn tội phạm. Những diễn tiến của vụ việc này như thế nào chúng ta sẽ được biết ngay sau đây. Khoảng 7 giờ hơn, ba mẹ tôi dẫn em tôi đi khám bệnh, không đi bằng xe máy mà đi bằng taxi. Còn tôi thì ở nhà với cô Tám, ở dưới quê mới lên. Chú Quyên à, ở nhà có chừng nhà nha con. Ba đưa em khám bệnh xong rồi, ba điện thoại về cho con. Dạ con biết rồi ba. Thôi vô nhà với cô đi con. Vì em của Uyên bị bệnh nên hôm nay là ngày đi tái khám. Lúc này chỉ còn Uyên và cô Tám của em ở nhà. Khi ba mẹ Uyên vừa đi khỏi thì lúc này bên ngoài nhà Uyên xuất hiện một đôi nam nữ đi trên một xe máy tới trước nhà. Hình như là họ muốn hỏi thăm gì đó. Nhưng hình như họ đã phát hiện ra điều gì nên sau đó liền điều khiển xe chạy đi. Họ có mục đích gì đây? Tôi nghĩ chắc tụi nó quan sát trước, bởi vậy biết nhà có những ai, ai đi ai về. Alo. Ba thầy Nguyễn hả? Khoảng 9 đến 10 giờ hơn gì đó, ba tôi có gọi điện kêu tôi đem xe lên rước ba với em tôi về, còn mẹ thì ở lại làm thủ tục nên về sau. Cô ơi, bây giờ con lên bệnh viện rước ba với em, cô ở nhà có chuyện nhà nha cô. À, cô biết rồi, con đi đi. Cô ơi, con đi nha cô ở nhà có chuyện nhà. Ừ, con đi đi. Khi Uyên vừa ra khỏi nhà, thì một lần nữa, đôi nam nữ khi nãy lại quay lại nhà cô Uyên.
thực ra mục đích của họ là như thế nào. Không như lần trước, lần này cả hai quyết định vào nhà cô Uyên. Coi nhà không? Coi cô. Có gì không em? Dạ, chào cô. Dạ, cho con hỏi, đây có phải nhà của bé Minh không cô? À đúng rồi, đây là nhà của bé Minh đó em. Dạ ha, con tới để đưa thuốc cho bé Minh. Ủa, nhỏ mới lên bệnh viện mà sao đâu có nghe nói gì đâu. À ha, dạ, tại vì hồi nãy con gặp chị Xuân ở trên bệnh viện á, chắc lu bu quá cho nên chị không có kịp gọi về cho cô thôi hà. Dì nghĩ là người quen với gia đình em trai mình, nên cô Tám cũng không ngại mời người lạ này vào nhà. Chiều hai vợ chồng nó về không mang theo thuốc mà lại làm phiền hai em là sao? Dạ, chắc tại vì chị lu bu quá cho nên chị chưa có kịp gọi điện thoại về cho cô thôi. Dạ, anh tại vì cũng sẵn tiện đường con về đây nè, cho nên chị mới nhờ con ghé đây để đưa thuốc cho cô luôn. À vậy hả? Dạ. Vậy thôi, cảm ơn hai em nhiều nha. Dạ, chào cô con về. Chị ta đưa cho cô tôi một cái bộ đen, trong đó có nhiều gói. Cô tôi nghĩ chỉ là thuốc thôi nên cũng không có mở ra xem. Nếu mà cô tôi mở ra xem thì chắc cũng biết rồi. Ê, dạ cô ơi. Ủa, gì nữa? Dạ, con quên nói với cô là chị Xuân chỉ có nói với con là về đây nói với cô, đưa tiền cho con để mà con đem lên trên bệnh viện á, cho chị để chị đóng tiền viện phí gì đó. Ủa, sao tôi không nghe hai vợ chồng nó nói gì vậy ta? Hay là em chờ một chút đi, tôi gọi tôi hỏi cho rõ ràng đã nha. À, dạ, đây, sẵn ở đây nè, để con gọi vô cho chị Xuân luôn, nha cô. Chị ta có nói với cô To là gọi điện thoại cho mẹ, nhưng không cho cô To nói chuyện điện thoại trực tiếp với mẹ. Cô To thì cứ nghĩ là chị ta đang gọi điện thoại cho mẹ, nên cũng không có nghi ngờ gì. Như để tạo cho cô Tám lòng tin, cô gái liền móc điện thoại ra và gọi cho người mà cô ta nói là chị Xuân mẹ Uyên. Alo, dạ, em chào chị Xuân. Dạ rồi, em có đến nhà chị để em đưa thuốc cho bác rồi. Điều kỳ lạ là khi nói chuyện với mẹ cô Uyên, dường như cô ta cố tình nói lớn tiếng để tạo sự chú ý từ cô Tám vào cuộc nói chuyện. Dạ rồi, được rồi chị, đem nói lại với cô. Đó, cô cũng biết rồi đó. Con mới vừa gọi cho chị Xuân thì chị Xuân cũng nói như vậy. Chứ con cũng đâu có gạt chị cô đâu. Nhưng mà... À, dạ, nếu mà cô không tin đó thì con sẽ gọi điện thoại lại một lần nữa. Một lần nữa, cô ta lại móc điện thoại ra gọi. Nhưng thực chất, có đúng là cô ta nói chuyện với mẹ Uyên hay không? Alo, dạ chào chị. Em có nói với cô rồi, nhưng mà cô không có tin, cho nên em phải gọi lên một lần nữa đem nói với chị nè. Dạ bao nhiêu chị? 1.450.000. Dạ rồi, dạ em biết. Dạ, để em nói với cô, xong rồi em sẽ đem lên liền cho chị. Dạ dạ dạ, em chào chị. Đó, thấy không? Cô tin không? Chị Xuân á, chị đang khó khăn quá trời nè, để cho mà đem tiền lên trên đó, để mà chị đóng tiền viện phí gì cho bé đó. Thôi được rồi, hai em ở đây chờ tôi một chút, tôi vô tôi lấy tiền. Hai người tỏ ra khá đắc ý khi cô Tám dần dần rơi vào con đường mà cô gái kia đã vạch sẵn. Em, 1.450.000 của em đây. Dạ. Dạ đủ rồi cô. Thưa con về, để con đem lên trên bệnh viện gấp cho chị. Rồi, cảm ơn hai em nhiều nha. Dạ, chào con về. Dạ, cảm ơn cô, con về. Cô tin hai người đó nên lên lầu lấy tiền, không có nghi ngờ gì hai người đó cả. Khi ba tôi chở tôi với em về, hỏi cô tôi thì mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Ủa, Minh nó sao rồi em? À, bữa nay tái khám bác sĩ nó rất khỏe rồi chị. À, vậy là tốt rồi. Vô đây con. Vô đây con, vô đây cô, đây con. Ai? Hay da, nó hết bệnh khỏe rồi, mừng rồi chị. Ôi, quá. Ủa, bệnh này bệnh gì vậy chị? À, bệnh thuốc của ông Minh đó em. Thuốc Minh gì? Hồi nãy đó, ở trong bệnh viện á, có hai người, người ta mang thuốc tới đây, rồi còn nói là con Xuân nhờ người ta lấy tiền đem vô bệnh viện đóng tiền viện phí. Trời ơi, thuốc men gì đâu, chỉ ba cái bột gì đi không đây nè, thuốc gì đâu mà thuốc. Trời đất ơi, nếu mà em với vợ em mà có cần gì là kêu bé Nguyễn về nó lấy chứ, mà em đâu có mà kêu em đem thuốc chứ đem tiền đem tới bệnh viện gì đâu. Rõ ràng là chị nghe
Nó nói chuyện với con Xuân mà. Trời đất ơi, mà giờ mày chỉ đưa tao bao nhiêu? 1.450.000 đồng. Thôi chết rồi chị ơi, chị bị người ta lừa rồi chứ ai, em đâu có kêu vợ em đâu có kêu đâu, nếu mà có gì là em kêu biết con Viên nó về nó lấy rồi. Trời ơi, chị nghe con Xuân nó nói chuyện với người ta rõ ràng mà. Chết rồi, thiệt tình chị à. Xin mọi người chúng ta hãy ghi nhớ thật kỹ rằng những điều mà ta nghe nhưng chưa thấy hoặc thấy nhưng chưa nghe thì chưa chắc đã đúng với những điều mà chúng ta suy nghĩ, chưa chắc đã đúng với những điều mà người khác thuyết phục chúng ta tin tưởng. Xin hãy thực hiện nguyên tắc mắt thấy tai nghe, kiểm tra thông tin thật kỹ càng với người thân của mình trước khi giao tài sản tiền bạc cho người lạ mặt. Như vậy sẽ rất khó cho bọn tội phạm có thể dẫn dụ chúng ta vào bẫy, thưa quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả, những mối hiểm họa đối với con trẻ trong gia đình của chúng ta có thể xuất phát từ những đồ dùng, những vật dụng hết sức bình thường, tưởng như là vô hại mà chúng ta vẫn hay sử dụng hàng ngày. Sau đây là trường hợp tai nạn của một nạn nhân còn rất nhỏ, chưa đầy 1 năm tuổi. Chúng tôi mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Lúc này là 2 giờ trưa, bé Nam tỉnh giấc. Đi chơi giỏi quá vậy con, đói bụng chưa? Mày đi pha sữa cho con uống nha. Mẹ giữ cháu cho con đi sửa bên sữa. Rồi con đi đi. Chị Hằng đi ra ngoài. Alo, ê, ê. Alo, cháu ngoại phải không? Alo. 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 Con đói chưa, ngoại đi lấy sữa cho uống nha không? Thôi. Đây, ngoại đi lấy sữa cho con uống nha con. Ê, ngoại ẵm con ha, ngoại ẵm con đi uống sữa nha không? Liền sau đó, bà ngoại bế bé Nam rồi đi vào bếp. Bà ngoại nghĩ là bé bò xung quanh cái tủ lạnh đó thôi. Rồi bà ngoại lấy đồ trong tủ lạnh đó thì rất là mau, chỉ vài giây thôi à. Cái bình nước nóng thì nó cao nhưng mà cái vòi là đứng ngang đầu với bé. Bé giới tay lên là tới, có bên nóng bên lạnh, nó nếu mà nó gạt ra thì nước nó trực thẳng xuống, còn đưa vô trong á thì nước nó trực rồi mình buông thì nó ngưng, còn lúc bé phá nó là bé giật nó ra rồi nước nó trực thẳng xuống. Có vẻ như hai nút dặn nước làm cho Nam thích thú. Nam mở nút dặn nước ra, bất ngờ Nam thò tay vào chỗ nước chảy. Không may cho bé Nam, do đây là nước nóng nên làm tay em bị phỏng. Nước chỉ trúng tay của bé chứ không trúng một mặt khác. Rồi sau đó bà ngoại, lúc bà ngoại hay thì bà ngoại chà tay em trước thì nó mới chóc da ra. Rồi lúc đó thì mình mới cầm tay em đưa vô vòi nước lạnh đó, đó đưa tới bệnh viện. Phỏng soi ở em bé mà do bình nóng lạnh á thì lần đầu tiên khoa mới tiếp nhận. Khi em bé nhập viện thì qua khám và điều trị đánh giá thì bé phỏng 2.5%. Khi mà bà ngoại sơ cứu bằng cách dùng bàn tay chà lên bàn tay vùng phỏng của em bé là sai, mà rất nguy hiểm. Tại vì tay của bà ngoại là đang là dơ. Khi mà chà lên vùng phỏng, cái vùng đó là cái vùng mà rất dễ vi khuẩn đi vô, nó gây nhiễm trùng mà có thể nhiễm trùng huyết, có thể tử vong. Do đó mình không sơ cứu bằng cách đó. Khi mà em bé bị phỏng, quý phụ huynh phải sơ cứu bằng cách là mình xối với nước lạnh á, xối liên tục luôn, cho đến khi nào mà mình cảm giác được bớt đau từ từ thì bé sẽ bớt khóc từ từ, thì lúc đó mình hẳn ngưng và đến cơ sở y tế gần nhất. Bây giờ mình có bình nóng lạnh để pha sữa, quý phụ huynh cần lưu ý mình tránh để nơi mà con có thể với được, đặc biệt là khi mà con biết đứng biết đi, mình để xa mà mình không pha sữa trước mặt em bé bằng cái bình nóng lạnh. Trường hợp của bé này là do mẹ pha đó, con nó thấy
Nó thấy thì mỗi lần nó khát sữa thì nó có thể đến nơi đó để nó tìm. Thưa quý vị khán giả, đối với các đồ dùng, vật dụng, trang thiết bị trong gia đình có yếu tố sắc nhọn, dẫn điện được hoặc có chứa chất độc hại nguy hiểm thì chúng ta cần phải bố trí và cất giữ ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm tay với của con trẻ. Và một khi tai nạn đã xảy ra, đừng vì quá hốt hoảng, lo lắng mà thực hiện những cách sơ cứu tự phát, bởi nếu không được cứu chữa đúng cách thì chúng ta chỉ càng làm nặng thêm vết thương của con trẻ mà thôi. Rất mong là các bậc phụ huynh và người lớn trong gia đình ghi nhớ kỹ và bảo vệ tốt hơn cho con em của mình. Kính thưa quý vị khán giả, phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội là công việc không chỉ của riêng ai. Nó luôn đòi hỏi sự chung tay góp sức của mọi công dân trong xã hội. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ phía bạn xem đài. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chúc cho quý vị sẽ đón chào tuần lễ mới với thật nhiều điều may mắn, niềm vui và thành công hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại trong số phát sóng chiều thứ Bảy tuần sau. Xin kính chào tạm biệt.